Những ngày qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp bị đỉa chui và sống ký sinh trong mũi trong thời gian dài. Và tình trạng này thì đang có dấu hiệu gia tăng, nhất là thời điểm mùa hè. Do thói quen của người dân miền núi là thích tắm sông, suối, nhất là vào mùa hè nóng bức, nên tạo thuận lợi cho đỉa chui vào cơ thể. Theo nhận định của bác sĩ, khi mới chui vào thanh quản, con đỉa có kích thước khoảng vài cm, nhưng sau thời gian sống ký sinh nó sẽ to và dài ra gây chèn ép đường thở. Triệu chứng thời gian đầu thường không rõ ràng, khó phát hiện nên nhiều người hay chủ quan. Đến khi có biến chứng cũng là thời điểm đỉa phát triển lớn và có khả năng gây nguy hại cho sức khỏe. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi sử dụng nguồn nước để tắm giặt, hạn chế những nguy hại từ đỉa chui vào cơ thể.